chào mọi người, hôm nay là mình đang ở đằng sau vườn. Đây là hoa cúc trắng nhà mình đã nở. Năm nào các em nở cũng đẹp ấy. Mà năm nay vẫn đẹp như ngày nào. Cây này là này nó to lắm rồi ấy. Đẹp ha. Mùa thu là các em hay nở lắm mọi người ạ. Từng chưa. Cúc trắng là mình mê lắm rồi. Đó, cái vườn của mình bây giờ nó hơi bị ấy, cái bạc hà nó cũng chuẩn bị đi ngủ mùa đông. Đó, cà chua cũng chuẩn bị luôn. Còn dưới là cà chua bi. Nó mọc quá trời ở xuống đây này. Đây là cố gắng là thu hoạch trước khi mùa đông đến. Ôi, cà chua bị mấy con gì nó ăn rồi. Vẫn mấy con ở mấy quả này sắp chín rồi này. Quả này sắp chín rồi. Mấy quả kia nó cũng chuẩn bị thôi. Đó, dưới đất đấy là cà chua này, sao nó nở. Nó mọc quá trời ở dưới đây này. Cà chua bi á. Em chê lần hái cũng đỡ rồi đấy. Đó, được một ít cà chua bi. Ở đây cái rau dấp cá này tí nó phải ra hái nữa. Đó. Thích ăn dấp cá của bánh tráng ấy. Đây là rau mà mình hái trong vườn. Được một nắm này, nắm hành lá này. Cái này là dấp cá và thì là. Và mấy quả cà chua. Cà chua bị mấy con ấy nó ăn này, còn được hai quả là ok này. Còn này là em Lucy trên hái này. Đây là mẹ Phương được nắm này, mai ăn cuốn bánh tráng là ngon tuyệt vời mọi người ơi. Bên hông nhà mình ấy thì mình trang trí trồng hoa với cả quả bí ngô bên hông. Chắc không khí mùa thu đến đấy mọi người. Chuẩn bị đến Halloween nữa. Đó, xinh ha. Mấy em này cũng sắp nở rồi đấy. Còn đây là đằng trước nhà mình thì hoa này nó cũng là nó sắp tàn rồi. Nói chung mấy em này nở rất là nhanh. Đó, cũng có một không khí, chứ không khí buồn cả Halloween bên này. Rock a baby, rock a Lucy, rock a baby. Did you see on her cheek here? It looks like someone's been giving her kisses. That's mommy. She has a red cheek. Daddy, daughter, and daddy, daddy. Hey, show mom your dance. Okay, dancing. Ready? Dance. Yay! Dance, dance, dance. Halloween, dance, dance, dance. Halloween, dance, dance, dance. Let's do the Halloween dance. I love you, my robot. If you're ready. Hi Lucy Jane, mình đang ở IKEA. Đây là một cái phòng nhỏ nha, apartment ấy. Đấy mà nhìn rất là nhỏ mà họ làm đẹp chưa này. Đấy. Mấy cái model đó. Đây là phòng kitchen mà phòng bếp nhìn đã ha. Mà họ làm cái màu gỗ này rất là ấm cúng á, nhìn rất là đẹp. Sang đây là cũng là nhà gọn gàng, phòng ăn và phòng bếp tự tựa như nhà mình ấy nhỉ. Phòng đây ở bên ngoài này. Đó, đi vào đây nhiều lúc mình kiếm được những cái ý tưởng để về mình làm theo kiểu nhà của mình ấy. IKEA mới có design cái ghế này cực hay luôn mọi người, rất là modern nhá. Nó bằng kim loại mà nhìn rất là lạ ha. Có màu đen và màu cam. Đây là phòng tắm. Design và bây giờ nó có cái đánh cái bowl này có 120. Nó bằng nhựa nha. Còn đây là phòng ngủ. Họ cho cái cuối giường có cái tủ để đồ luôn nè. Có ngăn ra. Rất là tiện lợi ha. Còn đây là phòng nhà này rộng ha. Mấy cái này lâu lâu họ, cái này là mới nè. Lâu lâu mình cập nhật thông tin đồ furniture, trang trí nhà cửa. Có mấy cái đèn cũng lạ nè. Còn đây một cái nhà cũng gọn gàng nha, phòng bếp kiểu kiểu như nhà mình ấy nha, cái tủ màu trắng. Đó, phòng khách.
tiện phòng khách đây luôn này. Đây là phòng ngủ 2 tầng giống như trên Lucy luôn nè. Còn đây là phòng master bedroom. Còn đây là bán cái furniture, đủ loại ghế sofa. Cái này cũng đẹp quá à. Nói chung vào đây là kiếm những cái ý tưởng hay về để trang trí nhà cửa. Đó, ghế này 1,200. Đó, bên này cũng thế nè. Này nhìn cozy hơn, ấm cúng ấy. Đây là cái ấy đây. Nhà này cũng rộng gọn gàng ha. Cái đèn này lạ mọi người không? Nó mỏng mỏng ở trên á. Ở dưới cũng vậy nè. Phòng này phòng cho các bé nè. Thương ha. Đấy là kitchen là sang chảnh chưa. Look at this kitchen. Is that nice, Lucy? Nice kitchen. That's nice kitchen. Yeah. Đây, đây là bữa trưa của bé đây. Bé ăn mac and cheese and chicken. Đang trong IKEA đó mọi người ơi. Ở đây có cái lantern màu sắc và cái view khá là đẹp nha. Look at that. Là Costco ngay đối diện luôn nè. Costco. Yum yum yum. Chia sẻ. Sao vậy? Sao trong video chúng ta đã đi không du lịch vậy? Nhầm nhầm nhầm. Giang giảm mấy sao á? Năm mấy sao vậy? Guys, bè này đẹp quá, dễ thương, nhỏ xinh á, 300 lận. Đồ này đồ Noel này, quá trời đồ Noel, chuẩn bị đến mùa rồi đó. Khu này là 50% giảm giá nè. Xin chào mọi người, Phương đang ở chỗ gọi là cái rest area. Nghĩa là chỗ này mình đi du lịch ấy, xong rồi mình dừng vào đây nè. Đó, trong đây có nhà vệ sinh, xong rồi mua sắm này nọ. Thì cái chỗ này là Virginia, nơi mình ở. Virginia love, love. Virginia is for lovers. Nghĩa là Virginia là dành cho tất cả những người yêu thương. Bây giờ mình sang đi xuống cái Williamsburg. Thì đi xuống đây mình sẽ đi chơi. Ở đây là một thành phố cổ. Ok, mình sẽ đi nhá. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi đó mọi người. Họ bán đồ ăn rồi, xong rồi có cái playground ở đây cho các bé chơi nè. Đó. Xong mình có thể picnic ở đây khi mà mình đi chơi, đi dọc đường mình mệt á, mình vào đây mình ăn uống. Họ chia thành cùng khu vực như thế này.
này của public á, như là cộng đồng nhà nước trả tiền đó mọi người, nên là thoải mái. À đây là Go Pierce Pigeon Barbecue nè mọi người, là chỗ này là bán đồ ăn, là barbecue là đồ của Mỹ đó mọi người. Sườn nướng, gà nướng đặc trưng ở đây ha. Đó, lịch sử nào. Này à, hình như nó xây vào năm 1950 ấy mọi người. Rồi. Kỷ niệm hôm họ thành lập năm 1971 đến năm 50 năm lận. Trời ơi, lâu lắm nha, lâu đời lắm mọi người. Ở đây nè, kỷ niệm 55 nha. Ở đây có bánh cà rốt, bánh cà rốt ngon họ làm ở đây. Hlisi whole ham stew, they have stew. Nhà hàng mọi người, hôm nay là thứ hai. Đây mình tí chạy lên đây mình sẽ lấy hàng, họ sẽ gọi tên. Bây giờ mình sẽ đi qua đây. Nhà hàng này sao đông dữ ta. Oh, có bạn. Lucy. Cái view đẹp. Đang ngồi chờ đồ ăn, hôm nay đông quá. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Đấy, đây đây đây, gà nướng này, và ăn coleslaw. Ngon nhỉ? Này đông lắm nha mọi người ơi. Yeah. Đó. Tôi chỉ thấy thế này thôi. Rồi nhiều đấy chơi đàn. Đấy, ăn thịt gà. Ui xì ăn hết rồi. Cái view đằng sau đẹp lắm mọi người. Đó. Ngon không chơi? Ngon daddy. Ngon. Bây giờ đến lượt mình ăn. Bây giờ ngồi xé thịt gà hơi lâu đó. Lucy xì con ăn xong à? Con nhắm mắt con đi ngủ ạ. Good night, Lucy. Good night. Good night, sleep tight. I love Lucy. Good night, baby. Boo boo. Cái bánh cà rốt nổi tiếng ở đây đây. You ready to eat? Bánh cà rốt. There are carrot. Cà rốt, còn đây là bánh. Ok, mình mở ra. Nấu. Đây bánh cà rốt. Bánh cà rốt đó. Kem ở ngoài là cà rốt nè. Đó, đơn giản, họ làm ở đây nổi tiếng nha mọi người. Ui dồi, anh chê đàn. Ui dồi, nhìn anh chê đàn ăn. Nó khoái ăn bánh cà rốt. Bánh cà rốt nó sẽ như thế này đây mọi người ơi. Kể cho Lucy ăn nha. Cắn nhỏ thôi con. Ôi miếng to luôn. Ôi vừa miệng luôn. Ngon không? Ngon thì nói làm sao Lucy? Con nói làm sao? Ngon. Dạ. Yeah. Đó. Đó. You want more? Ngon quá, ngon không chị?
Where are Daddy here? Lucy đang ngồi trong lòng của mẹ, đang ăn món bánh cà rốt. Is that good? Ngon ngon. Nói sao ngon quá ông bà cô chú ơi. Ngon. Ngon. Dạ. Ok, đến lượt mẹ Phương nha. Mmm. Oh, they don't. Wow, that's terrible. Họ cho một tí quế mọi người. Cái mùi vị của quế. Và một vài cái hạt. It's okay, not very hard. Đi khám phá một chỗ mới đó, chỗ này quán này là phở quê hương, mình sẽ vào mình ăn phở cho mọi người. Mình đến cái quán này là quán châu Á, đây là phở quê hương. Đây là mình xin đòi ăn cái bánh cuốn, cả cuốn này nhá. Ok, mình sẽ ăn thôi, đói lắm rồi. Ok, mình lại ăn món bún riêu thử ở đây cho mọi người. Phở tái bò viên và bố chép ăn phở tái. Lúc nào cũng thích ăn phở tái vậy, cho Lucy và Chê ăn tô này nè. Đó. Đẹp chưa nè mọi người ơi, xe đẹp quá. Đây là cái quán cà phê đây nhá. Tên là Chom Chom Onigiri Cutie. Cutie is mean like cute đó. Là cute. Đó, dễ thương chưa nè. Đó, đây là cái hàng đó. Đây là cái menu của nó đây mọi người. Organic Vietnamese coffee nha. Đồ organic hết luôn á. Tuyệt chưa. Vegan milk tea nghĩa là cà phê đây họ có thể dùng là hạnh nhân hoặc là dừa. Cute. Oh yeah, hàng này tuyệt vời nhá. Saigon Dopoli. Oh, this is really cute. Look at this. Mọi người ơi, cưng chua, cưng xỉu luôn á. Quán cà phê. Và có đồ Trung Quốc, đồ Mỹ và đồ Hàn Quốc, đồ Việt Nam. Ai chế đến? Nhìn cái viện của cái cô này, cái nón là dễ thương chưa? Nón lá Việt Nam. Cho castle chạy đi. Ngồi quán cà phê này cực dễ thương nha mọi người. Mới mở gần nhà mình luôn nha. Ngồi cưng chưa này. Bán đồ Hàn Quốc, đồ Nhật, đồ Việt Nam. Dễ thương lắm luôn á. Bán mấy cái áo cưng ơi là cưng ấy. Đồ ăn là đồ organic luôn nha mọi người. Vegan, sushi. Báo các bạn, hình như có cơm tấm nữa nha. Mấy cái món này là của kẹo kẹo của Nhật Nhật. Lạ nhờ. Ô, 5.99 kẹo. Bánh kẹo. Oh, look at this nè mọi người ơi. Udon. Mấy đồ này là bên Hàn Quốc qua đồ của Nhật. Dễ thương ha, look at this candy daddy. Chocolate. I have two kind. Coffee. Oh. Đồ. Đó, udon mình mua trực tiếp ở đây. Trời ơi, dễ thương lắm nha mọi người ơi. Ok đây này, mấy cái cà phê phin này. Phin kiểu Việt Nam. Hãng này tên là Shai Shen nha mọi người. Cà phê phin. Ôi ôi. Cái này là 25.99, dễ thương ha. Ồ, dễ thương chưa này. Oh, it's so cute. Cái này ceramic luôn. 5.99, 7.99. Oh, that's a Vietnam. Ồ, dễ thương chưa. Còn mấy cái này thì dễ thương là có phở, có bánh, có xích lô, có xe máy. Cưng quá luôn. Yeah. Dễ thương á. Chê đèn theo xì. Họ
trên cái bàn thấp thấp như thế này, như kiểu Việt Nam ngồi à. Như là cà phê đường phố à. Mình đang ngồi ở ngoài á. Bố chép order cả cà phê phin là mọi người dễ thương chưa? Và cho thêm một tí muối biển vào mọi người. Kem muối đó. Như là cà phê muối Việt Nam mình á nha mọi người. Thì cái này nó kiểu như Việt Nam mình á, mình cầm này cho vào đây xong mình sạch đi. Cũng đậm chất Việt Nam luôn á. Trời ơi, thích chưa? Đây là Phương đang ngồi ở ngoài nè mọi người. Đang ngồi ở ngoài vào buổi tối. Cưng chưa? Cái này là quá cưng luôn ấy hề. Có ai có ý tưởng này quá thông minh ấy nhỉ? Biết nó có chắc không nhỉ? Sợ nó rớt là quả luôn á. Này tiện lời quảng cáo nha. Quảng cáo cho mọi người biết quán này nó tên như thế này. Dễ thương chưa? Đó, cà phê muối biển nha mọi người. Đây này, đây là cái menu nha. Đây, ở đây là ở ngoài nè mọi người. Dễ thương ha. Đấy, quán cà phê đấy. Mấy em đang ngồi ở trong. Mình ngồi ở ngoài. Đó, mình order cái này này. Caramel macchiato. Giống như kiểu Starbucks vậy đó. Mình sẽ uống thử hôm nay nha. Bố chép uống cà phê muối và mình mua cà phê caramel. Đúng kiểu Starbucks. Ôi, cái straw nó cũng lạ nha mọi người. Ôi, cái straw này là made from plant material. Ôi, design by Shai Shen nha mọi người. Shai Shen là cà phê của Việt Nam mình ấy. Ôi vậy hả? Vậy là cái ống hút này làm từ cái bã của cà phê nha mọi người. Lạ nhờ. Ống này đúng là rất là thân thiện môi trường nha mọi người. Đây có vegan cà phê rất là tuyệt vời á. Straw này nó sẽ như thế này nè mọi người. Hay ha. Cà phê này tên là Shai Shen nha mọi người. Hy vọng là nó sẽ là ngon. Đậm chất Việt Nam, cách cầm cái sắc sắc bằng bamboo rất là thân thiện môi trường luôn nè, bằng lá tre đó. Nó dễ thương chưa này. Made from plant base là có thể làm từ tất cả loại thực vật, kể cả sữa. Hay vì sữa bò mình làm sữa hạnh nhân, hoặc là sữa dừa, hoặc là sữa đậu nành nha mọi người. Cái mình ngồi ở ngoài đợi bố chép và hai em đang ở trong á, đang chờ thêm một món của chị để mình sẽ uống thử nha mọi người. Ngon nha, ngon nha. Tuyệt vời ấy. Chắc là chỗ này là sẽ là chỗ của mình sẽ đến đây thường xuyên. Not ready yet. Hello. Where you get the sạp báo Sài Gòn? Oh, it is a basket. Oh, đây này, sạp báo Sài Gòn. Thu nhỏ. Dễ thương chưa này. Dệt may ký ức 95 đồng. Tiệm tạp hóa tuổi thơ. Trời ơi, mấy cái này nhập từ Việt Nam sang xe nước mía. Trời ơi, hay quá ha. Xe ve chai. Hàng rong. Tuyệt vời ha. Vào đây họ có cái mùi thơm lắm nha mọi người. Mấy cái này là cái gì? Kẹo, candy 5 đồng. Mấy cái sticker dễ thương ha. Đấy, ngồi ở ngoài xong rồi uống cà phê. Thời tiết mát mẻ mùa thu quá tuyệt vời luôn nha. Finally. Oh, look at that bingsu. That is mine. Wow. All for me. Rồi, look at bingsu. Bingsu Oreo. It's for me. Cười gái. Để ý này, ở quán cà phê này họ làm cho mình decaf ice. Decaf là cà phê mà không có caffeine nè. Cộng thêm là có sữa dừa nè. Đấy, còn không ngọt nè. Đó, mình làm theo cách của mình thích. Rất là ngon. Ok, Jen, try it. Lucy, try it too. Give Lucy a spoon. Here, hello. Daddy, scoop for you. Hee hee, get excited. Yeah. Is that good, Daddy?
Ông ngồi ngoài sướng không? I like to sit outside now. Is that good, Lucy? Is that good, good? You like it? From the coffee ground. Ủa chép hỏi là cái straw này, cái ống hút này làm từ đâu? Mình nói là từ cái bã của cà phê đấy. Coffee ground boba straw. Okay, that's really cool. Grounds. Yeah. Này super, cái này gọi là rất là thân thiện môi can trường. I eat it? No, you can try this cà phê muối. I like how they create this one. You can hold it up. Hey, Lucy, come on. Yeah. Oh, look at that. Coconut. Oh yeah. Ah, can I scoop a little bit? How's that, Jay? No, no. Look at this. It's like there's like coconut Ooh. Powder down there. Look fancy. I don't even know what bingsu is. Bingsu just ice and oh. have some stuff oh, in that's there. Ice. Okay. Mm. Let me try. Super fine ice. I don't even. Bingsu là chỉ là cái. It's like snow. Can I? It's coconut. How is it not melted? I don't know. Muốn chứ vậy tại sao mà cái đá nó không có tan? I have no idea. Ngon Lucy ơi. Lỗ cái miệng đi kìa. Ôi rồi gì hết rồi. Ooh, who have the idea? So cool. Probably somebody in Vietnam, probably. Yeah. Probably in Vietnam. Sài Sen. Cái hãng cà phê nên là Sài Sen đó mọi người. Chắc mình nghĩ là ở Sài Gòn mình ấy. Mình mới biết ở bên này đấy. Đấy, đây mình ngồi đằng trước quán luôn rồi mọi người. Đấy. Đây là ở ngoài. Đây là họ parking là đậu xe ở đằng trước như thế này. Xong rồi các cửa hàng ở bên trong đây. Thế thôi. Chỗ này là shopping riêng, rồi ở nhà riêng. Nó chia ra chứ không có chung như Việt Nam mình ấy. Yummy, 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 yummy. Hai đứa nó ăn rồi làm cho mẹ Phương thử nha. Đó, Oreo, xong rồi có cái gì đây? Just Oreo. Now here, or they mix it up. Nghĩa là từng tầng mọi người, nó là đá đó, ice đó, nhưng mà giống như tuyết ấy. Ok, Phương sẽ thử nha. Ôi lạnh quá. Lạnh quá. Is that good? Your favorite? Oh, good. Mình đang trên đường chỗ này này, để rửa xe mà có cái skeleton này. Ui dồi ôi xương. Halloween sắp đến đấy. Ok, đến giờ gia đình Phương sẽ xin chào tạm biệt ông bà cô chú và hẹn ông bà cô chú trong video tiếp theo. Con gái cảm ơn đi. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn ông bà cô chú. Bố chép nói cảm ơn. Cảm ơn. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo. Bye bye. 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 See you later. Alligator. Good job.